Kamen Rider Gacha Shaler tập 4. Nếu những gì đang diễn ra trong tập 3 thì mình nghĩ có lẽ là Gacha sẽ là một series thiên về đơn giản và làm lại một series giống như Color Saber với chủ đề tươi sáng cũng như là chính hướng về tương lai để bảo vệ tất cả mọi người. Như tập phim trước mình đã có phân tích, hai tên Mark Ram chỉ đơn giản để debut cho form mới Gacha và tên còn lại sẽ là để Varvarath ra để bán hành. Chứ hoàn toàn chẳng có mục đích gì khi cả hai tên quái vật cùng xuất hiện trong một tập cả. Nó đơn giản chỉ để debut. Tập 4 sẽ mở đầu với trận chiến tiếp tục của Varvarath. Hắn ta đang sử dụng hình dạng của ánh trực thăng để né đòn tấn công từ nước, từ tên quái vật tàu ngầm. Với những đòn tấn công như thế này thì hắn ta có rất nhiều chemi cạc. Vì như chúng ta thấy không cần nhất thiết đánh bại chúng. Phe giả kim thuật sư họ có một khẩu súng riêng để hồi phục những tấm cạc này. Và tên này chắc sở hữu không ít cạc đâu. Và với việc tận dụng khả năng bay lượn để tránh né đòn tấn công ghìm chân của tên tàu ngầm thì hắn ta dễ dàng sao lây và đánh bại tàu ngầm để có được sức mạnh mới mà thôi. Tiếp đến chúng ta đến với sự kiện chính trong Code Gacha tập 4 khi cả hai người Kudo và Hotaro đang lạc vào trong một hang động nào đó. Đây có thể là chính là cái bẫy do ba chị em bóng tối giăng đào cho họ và họ sẽ phải đối mặt với ác tâm của con người. Chúng sẽ chuyển hóa lần này sẽ trở thành một tên Mark Ram với sức mạnh nào đây? Trong hình ảnh được leak ra thì họ đang phải đối mặt với cả ba tên Mark Ram. Có lẽ đây là sức mạnh từ ba chị em bóng tối. Bọn chúng sẽ thay phiên và sử dụng sức mạnh để tấn công Gacha. Với hình dạng ván trượt võ sĩ đạo nãy phải chống lại với ba tên Mark Ram. Một hình ảnh chú ý khác là nãy đang cầm hai lá cạc trên tay, một tấm cạc hải tặc, một tấm còn lại là Maxwell. Tấm này là tấm sở hữu sức mạnh của Varvarath. Hắn ta tại sao lại trao tấm cạc này cho Kudo? Kudo lại trao lại cho chính Hotaro. Tại sao hắn lại làm thế? Trong những hình ảnh được leak ra tuần này đã thể hiện rõ hắn ta đã đưa tấm cạc gì đó cho Kudo và khả năng cao đó chính là tấm cạc Maxwell. Tấm này là tấm chính xác để hắn ta chuyển hóa thành Varvarath. Vậy tại sao hắn lại liều mạng như thế? Đây là niềm tin hay là một sự thử thách dành cho Kudo về niềm tin bảo vệ Code Rider? Liệu cô có chứng minh được rằng Hotaro thật sự xứng đáng trở thành Code Rider hay không? Và tất nhiên với những form đời đầu thì nấy sẽ kết hợp để tạo nên một hình dạng hoàn toàn mới mang tên Venom Marine. Đây là sự kết hợp giữa nấm và tàu ngầm, cả hai tên quái vật xuất hiện ở tập trước. Và tạo hình của nó cũng khá là kỳ dị khi nhìn rất giống con ếch với hai động cơ của tàu ngầm ở hai bên trái và phải. Và đây cũng chính là lúc anh ấy sẽ phản công lại màn chưởng lực cả ba tên Mark Ram đang chiến đấu với mình. Cũng như một phần sẽ có tạo hình gì đó thú vị khi anh ấy sử dụng đòn tất sát để tạo hình dạng Y. Và những hình ảnh được click ra, võ sĩ đạo ván trượt đang chiến đấu với hình ảnh rõ hơn của tên Mark Ram. Và đó là toàn bộ những gì có trong Shaler Code Gacha tập 4. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top video nào hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.